Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ mạch cầu thang thông minh. Trước hết mình xin giới thiệu qua về sản phẩm, xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Kích thước mạch vừa với hộp nhựa PLC 145x90x40mm, điện áp 12V DC, gõ ra full 30 bậc. Dòng lựa chọn nguồn, quý khách lựa chọn loại nguồn tổ ong có dòng lớn tương đương với số bậc cầu thang đã cài đặt. Ví dụ, cầu thang là 25 bậc thì chọn loại nguồn tổ ong là 12V 25A hoặc cao hơn là loại nguồn có dòng 30A. Không nên sử dụng nguồn có dòng thấp hơn số cầu thang, như vậy nguồn sẽ không bền. Sản phẩm bao gồm một hộp nhựa PLC 145x90x40mm, một mạch điều khiển lắp bên trong mạch, một mô đun cảm biến ánh sáng, kèm hai cảm biến. Hướng dẫn sử dụng: tháo hộp bên trong để có thể điều chỉnh số bậc bằng nút nhấn. 1. Cài đặt số bậc, cấp nguồn 12V, lưu ý cấp đúng chiều cộng trừ. Tất cả các led trên mạch nháy 5 lần với chu kỳ 0,5 giây. Nhấn mốt đèn nháy 4 lần với chu kỳ 0,5 giây. Nhấn up hoặc down để tăng hoặc giảm số bậc cầu thang của nhà mình. Nhấn 1 lần 1 bậc. Sau khi chọn được số bậc cần thì nhấn OK để lưu. Nhấn nháy 3 lần với chu kỳ 0,5 giây là đã lưu số bậc cầu thang thành công. 2. Chọn thời gian ánh sáng từng bậc. Nhấn nút up, ta thấy đèn nháy 2 lần với chu kỳ 0,5 giây và thấy tốc độ chạy của led với từng bậc cầu thang. Nhấn nút up hoặc down để tăng hoặc giảm thời gian ánh sáng từng bậc phù hợp với mình mong muốn. Sau cùng, ta nhấn OK để lưu, đèn nháy 2 lần với chu kỳ 0,5 giây là đã lưu được thời gian ánh sáng từng bậc. 3. Chọn thời gian delay khi ánh sáng hết số bậc. Nhấn down, ta thấy đèn nháy 2 lần với chu kỳ 0,5 giây. Nhấn up hoặc down để tăng giảm thời gian delay khi ánh sáng hết số bậc. 1 led tương ứng với 5 giây, 2 led tương ứng với 10 giây, min tức là 5 giây tức là 1 led, max là 150 tức là 30 led. Nhấn nút OK để lưu, đèn nháy 1 lần với chu kỳ 0,5 giây là đã lưu được thời gian delay khi ánh sáng hết số bậc. 4. Chế độ đèn chạy auto là chế độ chạy theo hiệu ứng đã cài đặt sẵn. Nhấn 2 nút 6 trên chân mạch là Mode Auto và Mode Music. Đèn sẽ chạy auto theo hiệu ứng đã cài đặt sẵn cả ngày và đêm. Khi đó cảm biến sẽ không có tác dụng. Nhấn nút Mode Auto thì đèn sẽ chạy auto theo hiệu ứng đã cài đặt sẵn từ trước, nhưng chỉ vào ban đêm. Khi đó cảm biến sẽ không có tác dụng. Mình vừa giới thiệu với các bạn bộ mạch cầu thang thông minh. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ ấn nút subscribe và bật thông báo để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên mình nhé.